Trước thông tin về ca nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch là sản phụ thai đôi, 28 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi, đội ngũ bác sĩ điều dưỡng hai kiếp hồi sức của Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đã sử dụng các biện pháp hồi sức cần thiết để thực hiện kỹ thuật ECMO. Đây là kỹ thuật điều trị cao để có thể cứu sống được người bệnh có nguy cơ tử vong. Trước đó, ngày 22 tháng 8, người bệnh được chuyển tuyến lên trung tâm trong tình trạng bị suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2, mức độ nguy kịch sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ nhất. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy tổn thương đông đặc phổi hai bên và được chuẩn đoán COVID-19 biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tính xảy ra khi phổi của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do các cuộc tấn công của virus, gây tích tụ dịch trong túi khí, cản trở oxy vào máu và các phần còn lại của cơ thể, dẫn đến tình trạng suy hô hấp và thậm chí là tử vong nếu bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời. Thì mặc dù đã sử dụng phương pháp thở máy nâng cao, hồi sức rồi nhưng mà tình trạng oxy hóa máu nó không được cải thiện. Vì vậy là chúng tôi đã phải sử dụng đến phương pháp là tim phổi nhân tạo thông qua một cái màng ngoài cơ thể để oxy hóa máu giúp cho cái phổi để bệnh nhân có thể sống được, vượt qua được thời gian mà cái phổi đang bệnh, chờ cái phổi lành thì sẽ có thể hy vọng cứu sống được bệnh nhân. Trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật này, mỗi thành viên trong kiếp đã phải thực hiện nghiêm túc, tập trung cao độ vì từng giây, từng phút đều rất quý giá với người bệnh. Và sau gần 3 giờ đồng hồ, hệ thống ECMO đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức, giúp thay thế chức năng tim phổi, đưa oxy trực tiếp vào máu để giúp duy trì sự sống của người bệnh. Hiện sau hơn 2 ngày được can thiệp ECMO, người bệnh đang được theo dõi, đánh giá liên tục và sử dụng phối hợp các biện pháp hồi sức tích cực.